Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay shopacre24giờ.com. Tôi Hữu Bộ xin chào lại cho anh em. Tôi Rất Trà chào lắm cho anh em. Tôi Văn Tiến chào lắm cho anh em. Tôi Cường Seven chào lắm cho anh em. Tôi Bộ trưởng Lâm chào lắm cho anh em. Bạn hết cô đơn rồi à? Tôi hết rồi. Hết cô đơn rồi. Hết rồi hay đỡ rồi? Hết rồi. Ok các bạn ạ, thì hôm nay anh em mình làm một cái món cực kỳ lạ luôn, bởi vì mình sống hơn 20 tuổi đầu rồi chưa được một lần tiếp xúc với nó, chắc là do mình ở miền núi nên là không được tiếp xúc với nó. Thì kia mình đã chuẩn bị 5kg cua, mình quên chưa giới thiệu cái tên của nó tên là cua cù kỳ các bạn ạ. Cua gì á? Cù kỳ. Cua tức là con cua này mình nghe bảo nó ở biển đâu ấy, đặc sản ở đâu, ở Quảng Ninh hay cái gì ấy. Thì ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. À, mình còn hôm nay thì mình sẽ làm cái món gọi là cua cù kỳ rang me các bạn ạ. Thì một lát nữa mình sẽ cho các bạn xem số nguyên liệu, à không phải một lát nữa đâu mà ngay bây giờ luôn, mình sẽ cho các bạn xem số nguyên liệu và 5kg cua cù kỳ đó. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh mình nha. Đây là 5kg cua cù kỳ mà anh mình đã mua các bạn ạ. Nhìn rất là lạ luôn, nhìn rất là kỳ quặc, không hiểu sao nó lại có tên là cù kỳ nữa. Tiến cầm thử một con lên cho các bạn xem. Lại cầm con to to này, nhìn ở trên lưng cái nó thì rất là kỳ lạ các bạn ạ. Có những con nó nhìn như kiểu con cua sen là nước ngọt của mình ấy, con cua đen đen to nhìn, to ấy. Nhìn giống cua ma nhỉ. Ừ, nó đây, cái chân nó các bạn ạ. Cái chân ở đây con này nhìn cực kỳ lạ luôn này. Đấy. À, thực sự là bọn này vẫn đang còn sống các bạn ạ. Đây này, các bạn nhìn đây vẫn còn sống, cả con này cũng vậy. Nhưng mà mình nghĩ nó kiểu như nó lười hoạt động hay sao các bạn ạ. Đấy em làm nào để cho động đậy cho các bạn xem đi. Bởi vì mình mua về mình cứ nghĩ là nó chết cơ nhưng không phải, bởi vì đấy nó vẫn còn sống các bạn ạ, nhưng mà kiểu như là nó là cái bọn thuộc dạng lười vận động nên mình nghĩ là như thế, bởi vì nó không chịu hoạt động gì cả. Tôi được cẩn thận không nó cắp đấy. Và như mình cũng chưa tiếp xúc cua này bao giờ, không biết bây giờ làm thế nào để cho sạch hẳn cái loại cua này đi, sạch hết bẩn đi các bạn ạ. Thì như mình mới cho vào để xào được. Đây còn cái càng này của nó ấy, thực sự rất là to luôn, bốn cái chân này của nó thì nó cái kiểu toàn lông lá thôi các bạn ạ. Toàn lông lá không thôi. Bây giờ thì anh mình sẽ đi gọi là kỳ cọ tắm rửa sạch sẽ cho từng con một, rất là nhiều, khá là nhiều ấy. Nên là cũng mất rất là nhiều thời gian luôn, anh mình phải bắt tay vào việc luôn thôi. Bây giờ cũng tầm hơn 2 giờ chiều rồi, nếu mà anh mình làm kỳ cọ tắm rửa chắc phải mất 1 tiếng cho cái lũ cua cù kỳ này nhiều. Em đổ nước ra để làm thôi, bởi vì anh mình chưa tiếp xúc bao giờ nên là cũng khó. Đó đi để anh mình kỳ cọ luôn. Mỗi anh em một con kỳ cọ rồi chắc là khoảng nổi tiếng là chắc là xong cái chỗ cua này thôi. Sạch thì mình rang me lên ăn mới ngon, em hiểu không? Thế tôi tưởng cái con này phải trần nước lóng như lông chuột vậy. Không 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 bạn ạ. Trần nước lóng thì tôi sợ nó chết hết mất. Và khi mình xào nên không ngon. Ôi các bạn này, anh mình cho nước vào bọn nó bắt đầu hoạt động rồi. Hay trên cạn bọn nó giá chết đấy. Bọn này chuyên gia thế sao các bạn ạ? Cho nước vào bắt đầu nhảy như là kiểu như là ngấm muối các bạn ạ. Con nào cũng hoạt động. Đấy em bây giờ sẽ cắt hết gì ra. Anh đừng cắt vội, anh bảo kỳ được chỗ nào kỳ cọ đi, còn không nếu mình cắt ra sợ nó cắn vào nó cặp vào tay ấy. Càng to kia cơ mà. Mỗi nhầm một con kỳ đi. Nhiều đất á. Đấy kỳ đi cho sạch đi. Thì tí đưa vào mồm mới cảm giác ngon chứ. Tí đưa vào mồm nhai cả con này. Ừ, tùy em làm ăn thế nào có thể ăn được nó là ăn thôi. Đây là số nguyên liệu mà anh mình sẽ cho vào để rang cùng cua cù kỳ các bạn ạ. Anh mình sẽ cho 3 gói me này. Không biết là có sợ nó chua quá không các bạn ạ. Rồi cho một gói bột lăng này, rồi tỏi với cả hành khô. Anh mình cho nửa kg ớt luôn. Cà rốt. Cà rốt nữa các bạn ạ. Lần đầu tiên thấy xào kiểu xào me cho cả cà rốt, em thấy hơi lạ đấy. Hơi kỳ quặc thật đấy. Còn ở chỗ kia anh em vẫn đang cố gắng kỳ cọ từng tí cua một, bởi vì nó bẩn quá nên là Tiến đang về lấy bàn chải với cả phoi ra để anh em mình làm sạch nó đi các bạn ạ. Bây giờ thì còn ở đây sẽ đi làm cà rốt với cả những cái đồ này đi, để anh đi pha chế để lấy làm cái nước cốt me để tí như mình rang thôi. Không ngoài dự đoán của mình các bạn ạ, thì cái mâm cua này bởi vì bẩn quá nên như mình phải đánh đúng cái xì tròn 1 tiếng. Bây giờ đã hơn 3 giờ chiều rồi các bạn ạ. Đây là còn đang làm để lấy ra những cái nước cốt me nguyên chất các bạn ạ. Mắc chua. Chua quá. Ba thanh niên thì cứ bóc tỏi bóc hành thôi, xem có anh em nào gọi là chảy hết nước mắt ra chưa.
Ngồi gần đây cũng thấy mùi. Anh nghĩ là cho phải cho thêm một ít nước vào để lấy thêm nước cốt đi. Anh mình hôm nay sẽ cho rất là nhiều nước cốt, bởi vì không áp dụng như kiểu hôm nay mình làm cái mâm ốc hương ấy. Làm thế là xong là nó bị nó khô quá. Ít nước cốt nên hôm nay mình sẽ cho khá là nhiều nước cốt vào. Thêm nước đi em ạ. Thơm thế. Ui thơm nhỉ. Đây mình sẽ bắt đầu tiến hành rang cua luôn con ạ. Thơm thật đấy, phi hành với cả tỏi lên thơm vãi trưởng các bạn ạ. Đứng đầu gió. Hả? Ngửi không đã thấy thơm rồi đâu. Chuẩn bị đổ cả mâm cua đó vào thôi. Cua cù kỳ, kỳ quặc. Thôi được rồi bạn ơi, làm. Cho vào đi. Gần đầy cái chảo luôn các bạn ạ. Bạn rang cho nó chín lên đi. Bởi vì chảo đầy quá chắc là cũng khá là lâu mới có thể chín được cua các bạn ạ. Ôi, đã thấy càng cua chuyển màu rồi. Đã thấy con cua chuyển màu sang màu đỏ các bạn ạ. Lâu anh em mình rang nó khoảng được 10 phút rồi vẫn mới chuyển màu được một chút thôi. Anh em mình bây giờ sẽ cho ớt vào, tiến cho vào đi. Anh em mình cho một giỗ ớt, nửa cân ớt vào. Rang lên tí cho nó cay. Nhìn có ớt thêm vào nhìn rất là bắt mắt các bạn ạ. Màu mè rất là đẹp luôn. Bạn có cảm thấy nóng không? Hơi lồng chân rồi. Mất bãi. Sao đấy? Mất bãi lồng đầy. Cà rốt của cua kỳ cục các bạn ạ. Thế rồi, anh nghĩ chắc là phải cho me luôn đi. Bởi vì thế này chắc là lâu chín lắm. Em cứ cho me vào có khi nhanh chín hơn. Đổ nước cốt me vào đi. Anh mình bây giờ chỉ đợi cua chín anh em mình thưởng thức luôn các bạn ạ. Mình nước miếng mình đang chảy rồi. Không biết mấy thằng trẻ trâu anh em thấy thế nào thôi. Cho dù chưa chín nhưng mà nhìn đang rất là ngon. Kích thích gì kìa? Kém lắm không? Cãi chả đây đất mà. Có cần lấy bát để hứng không? Lấy thau. Rồi hứng đi. Đây các bạn ạ, anh em mình đang xào gần chín rồi. Thấy nó sệt sạt lại. Nhìn cũng khá là bắt mắt luôn. Hay là thử một con em chín chưa cho đơn trà với Tiến thử trước. Hả? Sống mai ăn về Tào Tháo đuổi. Ôi, thì bày ra tất cả anh em ăn. Ok nha, sắp chín rồi đây. Tức là khoảng đợi khoảng 5-10 phút nữa là chín rồi. Sau một hồi đảo thì mình nghĩ chắc là chín rồi các bạn ạ. Anh mình ngâm cũng được 5-10 phút rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ ra để thưởng thức thôi. Đó đi. Hai tay chơi kia. Bà đổ xuống mâm đi. Ui. Ngon quá. Ê, cái tay, bắt lấy cái tay. Cái tay kìa. Túm lấy cái chân. Muốn vào ngông nhiên cắn xé để ăn luôn. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức mâm cua kỳ cục này. À các bạn ạ, cù kỳ rang me này. Nhìn rất là ngon đây rồi. Đây với các bạn sẽ hết cả nước miếng rồi. Đã bắt đầu thưởng thức thôi. Nhưng mà chỉ có một cái thớt với cái chày. Nên là Cường sẽ thử để cho hai anh em review trước đi. Bạn lấy càng, bạn Lâm đập đấy, của hai anh em hai cái càng đi xem nào. Đấy, bự luôn. Bé. Không thì nếu những... Không lóng tí nào. Không lóng tí nào à? Nhìn nước cốt mè ngon quá. Thử em thử liếm thử xem nào. Thử húp. Ừ. Là tất cả các bạn nhé. Húp. Ừ. Chua chua lại.
ngọt ngọt lại có mùi tỏi, mùi hành nữa, thơm lắm. Thơm lắm. Đấy, con thử mở cái mai con cua vừa nãy đâu. Đấy, em thử mở ra xem bên trong có cái gì cho các bạn này. Giờ mình nghe bảo con này không có cái gì các bạn ạ. Mình nghe bảo cái con cua này nó không có gì luôn đấy. Bỏ cái càng đi cầm. Đấy, có Tiến đây. Đây, Tiến thử đi. Đấy, đấy đun chè mình Tiến đấy, nào. Quyết mè. Quyết mè. Mời tất cả các bạn nha. Thế thế nào em? Cua ngọt lắm, thơm. Ăn chấm cái nước mè này. Mời tất cả các bạn nha. Cái chân của nó rất là to, cái càng, hai càng của nó to vãi cả trướng luôn. Đâu em xem nào. Đúng như anh nói thì bên trong đúng là không xốp không đúng không? Tức là nó vẫn có gạch, vẫn có gạch. Có một chút gạch. Có một chút gạch thôi. Không biết là các con khác thế nào hay là con này nó bị suy dinh gạch con ở. Có thể nó suy dinh dưỡng nên ít gạch. Ngon. Ngon bằng cua biển ấy như mình hay ăn không? Ngon hơn đấy. Dạ. Yeah. Càng cua gì nhỉ? Cua kỳ cục ác cu kỳ. Tên khó đọc quá. Khó gọi tên quá. Nhìn thấy khá là nhiều thịt đấy. Mình mời tất cả mọi người nhé. Ngon quá. Mùi vị nó khó tả quá nhỉ. Ngon khó tả quá. Thế yeah. Wow. Thôi bạn Lâm đập tạm thế thôi, bạn thử thưởng thức cho các bạn xem đi. Không, từ nãy tôi thấy bạn đập vất vả quá. Anh em được thưởng thức hết rồi. Không lóng. Là cái mâm cua này lúc Lâm anh nhìn mình ăn chắc là lo luôn các bạn ạ. Rất nhiều luôn đấy. Từ trước đến giờ em thấy cua hấp, cua lướng hay là cua rang muối. Lần đầu tiên là cua xào me. Cua xào me. Rang me. Răng mè. Mình mời các bạn nhé. Nhiều vị nhỉ. Quá nhiều vị ngọt ngọt. Cái cây này. Bạn thấy thế nào? Có tả ăn ngon đấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức con ạ. Bật nước đi. Từ nãy giờ anh em ăn là quên mất bật nước các bạn ạ. Đây mình sẽ cho các bạn xem một chút. Đây các bạn ạ. Đây là miếng thịt càng cua cù kỳ này, nhìn đây thì rất là ngon luôn. Mình mời tất cả các bạn nhé. Wow, sao gọi cua kỳ càng nó dễ. Kỳ quặc, kỳ quặc. Thịt con này ăn rất là lạ nhá. Cái thịt của nó ăn dai dai các bạn ạ. Nói chung là cái càng này ăn rất là lạ luôn. Không giống cái thịt cua nào ấy. Wow, chấm mè càng ngon luôn. Tuyệt vời rồi. Xúc mè ăn. Ối tội là anh em mình ngồi ở đây ấy. Thì bởi vì không chuẩn bị nhiều đồ để anh mình phá bữa những cái chân càng ra nên rất là khó khăn. Giờ chỉ có một mình bạn Lâm đang đập phá càng cho anh mình ăn thôi. Tôi gặm càng làm gì cho mẹ làm cả con cua. Ngon à? Múc mè ngon à? Sụp. Như các bạn đã thấy ấy, cái con cua vừa nãy ấy, mà Cường nó mở ra cho các bạn xem ấy, ở bên trong của nó thì thực sự chắc là rất là ít thịt. Và thịt chủ yếu ở hai cái càng to rồi, càng nó rất là bự luôn đấy. Con cua mà mình nghĩ nó nên phải đến 2 lạng luôn các bạn ạ. Rất to, sợ 3 lạng. Bởi vì nhìn nó như cua đá. Cua đá thì thường rất là lạng các bạn ạ. Bạn cứ dùng đi ăn, cứ đập vừa thôi. Bạn cứ thưởng thức dần đi. Tôi đập làm chi, lấy răng. Tôi đập dùng răng cắn luôn. Cả đấy. Hôm nay anh em mình, tất cả anh em đều uống nước ngọt các bạn ạ. Không anh em nào dùng bia cả. Uống đi bạn. Anh mình dùng coca thay bia. Thử tí gạch này của nó xem nào. Chơi thử tay luôn. Được các bạn. Giống mạch cua đá này. Nó vẫn kiểu ý mà. Để ăn thì nó khác thôi. Thì con này nạ. Cảm giác nó hơi nạ. Nó không giống một loại nào. Ăn thì cảm giác nó hơi bẩn tay một chút thôi. Chịu khó một tí thì nhưng mà ăn nó ngon. Tiến sau khi mà ăn thưởng thức thì thấy thế nào rồi? Thực sự là anh em mình
đánh chén được một lúc rồi nhưng mà vãn hơi lâu các bạn ạ, bởi vì chủ yếu ăn càng nhiều nhiều thịt. Bây giờ mình sẽ hỏi Tiến xem cảm giác của Tiến như nào rồi. Thế nào? Có cái đây là lần đầu tiên lần ăn cua ngon nhất của tôi đến giờ. Thịt cua thì rất là thơm, dai, ngon. Em thì rất thích ăn mê nên là những cái gì mà lẩu với mê ấy, em đều cho là ngon nhất luôn. À ok. Bạn Lâm thế nào? Tôi lần đầu tiên được ăn cua cua xào với mê mê này. Cua khác tôi ăn rất nhiều nhưng là công nhận là ăn nó có vị gì lạ lạ, ăn thế thì rất chi là ngon thôi. Nó nhiều vị á, có vị cay này, vị ngọt này, vị chua này, ăn rất chi là thơm. Ôi cha, tôi lần đầu tiên thì nghe tên cái con cua này, con cua này xào lên thì rất là thơm. Giang mê. À giang mê ăn rất là thơm. Cái càng thì chỉ chủ yếu mình chỉ ăn hai cái càng thôi, nhiều thịt. Phần thịt bên trong thì thơm. Chấm mấy cái lớp sốt mè nữa thì ngon phải biết. Con nào? Anh em mượn màn hình em à, okay, 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 okay. À, các bạn à quên. À, hôm nay mình với anh hàng xóm cắt tóc mới, kiểu tóc mới các bạn. À, thực sự là lần đầu tiên mình nghe được cái loại cua này, cua gì anh? Kỳ quặc cái cua gì? Cua kỳ. Nghe cái tên nó rất khó đọc, là lần đầu tiên mình được đây, nghe loại cua này và nhìn thấy mà. Hôm nay được thưởng thức nấu theo kiểu nước sốt me. Thực sự rất là thơm, chua, cay, ngon. Thịt cua thì mình cũng không biết dùng cái từ gì để diễn tả, nhưng mà nói chung là rất là ngon, tuyệt vời các bạn. Các bạn lên thử. Tại vì anh em mình toàn ăn càng cho nên là chút nữa có lẽ là anh em mình sẽ mang cái thân này về để ninh cháo rồi. Ninh cháo ăn chắc là nước già ngon lắm. Ờ, xong chưa em? Em xong rồi, Ok bạn ạ, thì mình lại tiếp tục quay trở lại với màn hình. Thì ở đây thì anh em mình còn rất là nhiều cua, nhưng mà để không muốn làm mất thêm thời gian của các bạn nữa ấy, thì mình cũng đã hỏi cái cảm nhận của anh em sau khi mà thưởng thức cái món cua cu kỳ giang mê này rồi. Thì ngay bây giờ mình sẽ dừng clip này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những... Khoan anh ơi, em quảng cáo hoa cà rốt này ấy. Cà rốt này, em tiểu hoa. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.